Rồi, trong cái L05 này chúng ta cũng tạo ra một cái file tên là file, các bạn xóa hết đi nhé. Các bạn xóa hết mấy cái mớ này đi. Xóa hết mấy cái mớ cũ thì tôi cần cái project trống thôi. Chúng ta tạo ra một cái file mới tên là index.html. index.html. Sau đó chúng ta tạo cho tôi thêm một cái thư mục. Xong cái index chưa? Rồi, cái này thì nhanh thôi. Sau đó chúng ta tạo ra một cái thư mục tên là public. Nó ngang hàng với thằng index nhá, các bạn lưu ý. Cái public này ngang hàng với cái file index. Sau đó trong public này chúng ta sẽ tạo thêm một cái thư mục con ở trong, nó tên là CSS. Và bây giờ chúng ta mới tạo ra đến cái file là main.css ở trong này, main.css ở phía trong của cái CSS này. Được chưa? Tôi dạy các bạn luôn cái trò này. Làm này để làm gì? Làm như thế này này. Để chúng ta đang dần dần làm quen với một khái niệm gọi là cấu trúc. Cấu trúc thư mục. Cấu trúc thư mục. Sau này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều file CSS ở trong một cái giao diện web đúng không? Thì chúng ta sẽ đặt chung nó ở trong một thư mục thôi. Sau này sẽ rồi còn chúng ta sẽ còn có các thư mục sau nữa ở trong cái thư mục public này. Chúng ta sẽ còn có thư mục là image. Image, thư mục JS. Đó, là những cái chúng ta sẽ còn ở trong cái project. Ở trong một cái project thì sẽ bao gồm là toàn các file HTML này, các file CSS, các file JS và các file ảnh. Thì chúng ta sẽ gom chung những cái loại, những cái thứ là cùng một loại để chúng ta đưa vào trong một thư mục. Sau đó chúng ta kéo link những cái thư mục, những cái tài nguyên đó vào trong cái HTML của mình. Được chưa? Thì đấy là chúng ta chia ra gom để sau này chúng ta dễ quản lý. Chứ còn nếu mà chúng ta làm một cái project mà trông nó như thế này này, trông rất là tổng. Đâu nhỉ? Không biết tôi còn giữ không, hôm nay tôi vừa chấm bài của một bên gọi là dự một cái bài thi, gần như kiểu bài thi tốt nghiệp, chẳng biết vứt đâu, chắc là tôi bỏ đi rồi. Tôi bỏ mất rồi. Thì chúng nó nhét hết tất cả các cái file vào trong cùng một thư mục á, lẫn lộn cả CSS, HTML, PHP, ảnh, JS, đủ các thứ các kiểu vào trong cùng một thư mục, nhìn rất là kinh. Sau này tìm lại cũng không thể tìm được. Thì chúng ta làm quen với cách là chia cái project chúng ta sẽ nhiều thư mục và chúng ta đặt những cái file cùng tương đuôi vào trong cùng một chỗ thì nó sẽ dễ quản lý hơn. Chúng ta code HTML trong này đi. À nhầm. HTML ở trong file HTML, quên, xin lỗi các bạn. HTML. Bây giờ chúng ta cứ phải link cái file CSS vào trong cái file HTML đã. Thì bây giờ cái file index.html của chúng ta đúng không? Nó ngang hàng với thư mục public này. Đúng không? Ngang hàng với thư mục public này thì chúng ta sẽ link nó bằng là public sược CSS sược main.css. Đó. Nó sẽ đưa cái đường dẫn của cái file main.css kia vào trong cái chỗ này của chúng ta. Thì chúng ta đang sử dụng cách thứ ba hôm trước tôi hướng dẫn chúng ta, đó là sử dụng cái external import là link cái tài nguyên CSS vào trong file. Được chưa nhỉ? Với CSS thì chúng ta cũng có thể hệ thống lại các cái attribute, các cái thuộc tính của CSS theo một vài cái tiêu đề như sau. Thứ nhất, chúng ta có CSS loại background. CSS loại background. Được chưa? Nhớ tôi, cái background này nó là cái thứ gọi là màu nền. Màu nền ảnh hưởng đến cái nền hiển thị của một cái thẻ nào đó. Được chưa? Cái CSS đầu tiên là cái CSS về background. Loại thứ hai, loại CSS quy định về phông. Phông là cái này nó sẽ ảnh hưởng đến chữ của chúng ta, chữ viết ấy. Thì nó sẽ có những cái loại như kiểu là phông size, phông width, phông phẩy, thì nó ảnh hưởng đến cách hiển thị chữ của chúng ta. Cái thứ ba là
là những cái quy định về border. Border, cái này là đường viền. Quy định về đường viền. Cái thứ tư, có những cái CS quy định về cái gì nhỉ? Màu chữ là color, chỉ có một cái color, cái này là màu chữ. Cái thứ năm, những cái CS quy định về vị trí hoặc là cách hiển thị, thì chúng ta có cái position. Position là vị trí. Bên cạnh đó có cách hiển thị, nó là display. Display. Còn thêm một cái nữa là visibility. Visibility. Chúng ta có những cái CSS quy định về kích cỡ. Đây là thứ 6. Chúng ta tất nhiên là có width rồi. Width là 2. Rất là nhiều. Đây là những cái loại CSS chính của chúng ta. Chúng ta sẽ phải làm quen với bằng này cái và nắm được để đưa vào áp dụng trong cái CS. Tất nhiên bằng này vẫn chưa hết đâu, nó vẫn còn chưa hết được. Bây giờ chúng ta đi từng cái một thôi, sau đó chúng ta sẽ áp dụng nó vào. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái div. Dùng cái div cho nó quen đi. Chúng ta có class. Có class là BG, tôi đặt class của nó là BG, ví dụ red chẳng hạn. BG red. BG red. Được chưa? Thì ở trong file main.cs này chúng ta có cái chấm BG trừ red. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái background á, thuộc tính background, bằng cái cách là background bằng chữ cũng được. Tất nhiên chúng ta viết text vào trong này thì nó mới hiển thị được. Background red. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta test. Đâu nhỉ? Đây chúng ta nhìn đấy. Nó chuyển sang màu đỏ luôn đúng không? Cách đầu tiên dùng cái thuộc tính background là viết chữ. Chữ này là màu của chúng ta vào. Được chưa? Cách thứ hai là chúng ta sử dụng mã hexa, mã màu. Thì cái này để sử dụng cái mã này này, thì chúng ta có rất là nhiều cách để tìm ra cái mã đấy. Ví dụ lấy cái màu đúng không? Cài thêm một cái tool. Cài thêm một cái tool. Ủa? Đâu ta? Này chết rồi sao? Hoặc là chúng ta có thể search cho tôi cái từ khóa là HTML color code. Đó, chúng ta nhìn thấy không? Nó ra nguyên một bảng mã màu luôn. Đó, đây. Đây, chúng ta có thể kéo sang sử dụng cái màu đỏ này. Đó, chúng ta có thể sử dụng cái D95C42 này. Chúng ta thay vào đây. Đặt trước cái mã màu của chúng ta là cái dấu thăng nhé. Thế là chúng ta sang cái bên này chúng ta reload thấy màu sang màu khác. Màu nó hơi cam hơn đúng không? Hoặc là chúng ta hoàn toàn thì chuyển sang cái giải màu là màu xanh. Giải màu xanh thì chúng ta lấy cái màu xanh đậm đậm một chút. Đây là 3A9C1D. Chúng ta copy chúng ta paste vào đây. Đó. Thì bây giờ chúng ta reload trang, nó chuyển sang màu xanh. Được chưa? Search cái từ khóa là HTML color code để nó có cái công cụ giúp chúng ta lấy mã màu. Được chưa nhỉ? Đây, hoặc thứ ba chúng ta cài thêm cái tool này của tôi. Chúng ta muốn lấy cái màu nào, chúng ta hover vào cái màu đấy. Đấy, ví dụ lấy cái màu này nè, bấm vào đây, nó ra FFC300. Thì chúng ta paste nó vào đây.
nó sẽ ra cái màu. Được chưa? Đấy là ba cách. Cái tool này của tôi nó tên, các bạn có thể cài bằng cái Chrome extension đấy, cái Chrome add-on ấy. Thì chúng ta vào trong cái phần extension, vào app này, vào Chrome nó sẽ có cái app đúng không? Vào Web Store này. Web Store xong sau đó chúng ta sẽ search cho tôi cái từ là Color Picker. Color Picker Eyedrop. Tìm lâu thế. Đây, Color Pick Eyedrop. Chúng ta cài vào thì nó sẽ xuất hiện cái ô cùng như này. Sau đó mỗi lần chúng ta muốn lấy màu nào ấy, chúng ta bấm vào đây. Đó, xong chúng ta kéo cái màu này vào. Có thể là kéo lên kéo xuống như này. Hoặc là có thể kéo ra ngoài. Thì tôi không nhớ lắm cách sử dụng. Có thể kéo ra ngoài này được. Ví dụ như bên này nó cho phép tôi kéo ra ngoài. Đó. Đây. Muốn lấy màu nào thì lấy. Lấy màu đen nó cũng có màu đen luôn. Hoặc lấy màu xám này cũng có hết. Được chưa? Thì bấm vào cái màu các bạn thích. Sau đó các bạn copy cái mã màu của nó. Các bạn paste vào trong. Và chúng ta ra ngoài chúng ta refresh trang. Nó sẽ về cái mã màu đấy. Được chưa? Đây là cách thứ hai. Thì cái này tôi đã quay video rồi. Các bạn về các bạn xem lại xem cách cài như nào nhá. Nhớ cái từ khóa để mà cài thôi. Đấy là cách thứ hai. Vẫn còn cách thứ ba nữa. Cách thứ ba để sử dụng mã màu. Chúng ta có giải màu RGB. Các bạn nhìn khi mà sử dụng cái background cái HTML color code này, nó sẽ ra một cái giải màu. Các bạn chọn một cái màu nhá. Các bạn chọn một cái màu nào đấy, nó sẽ ra cái giải màu RGB. Đây là giải màu cơ bản dùng trong cái lập ở bên lập trình. Giải màu RGB thì hầu hết tất cả các màu của chúng ta ấy, nó có thể là được tổ hợp bởi ba màu là R là red, G là green, B là blue. Được chưa? Nó tổ hợp của ba cái màu này thì chúng ta có thể copy cái ba cái mã màu này 59.171.26 thì chúng ta sử dụng nó ở trong này. Thì chúng ta có thể là sử dụng bằng cách là RGB đóng mở ngoặc, paste cái số ba con số cái vào. Được chưa? Thì chúng ta ra ngoài chúng ta reload, nó cũng chuyển sang cái màu chúng ta tìm thấy. Được chưa? Đây là ba cách sử dụng màu nhá. Ba cách sử dụng mã màu. Thì cái mã màu này nó áp dụng cho cái thuộc tính là background hay background color hoặc thuộc tính color. Tôi giới thiệu luôn thuộc tính color, chúng ta nhìn thấy chữ nó sang màu xanh luôn. Được chưa? Đấy là ba cái thẻ ở ba thuộc tính của chúng ta là, tôi nốt sang bên này nhá, background ví dụ màu đỏ chẳng hạn, thì ở đây nó sẽ là cái, đây là màu nền. Màu nền. Background color cũng là màu nền. Tí nữa tôi sẽ giải thích cho các bạn vì sao người ta phải chia nhiều như vậy. Cũng là màu nền. Color, đây là màu chữ. Đây là ba thuộc tính đầu tiên. Được chưa? Sử dụng comment ở trong cái CSS thì chúng ta không dùng comment giống như HTML mà chúng ta sẽ sử dụng cái tổ hợp như này, là dấu sược đứng, số sược sao, dấu sược sao liền nhau. Đó, chúng ta sử dụng như này, dùng để comment. Được chưa? Tiếp theo đến thuộc tính background nữa. Nếu không bạn nào thắc mắc gì tôi đến thuộc tính background nữa. Chúng ta có thể sử dụng một cái ảnh. Lưu ý này, chúng ta có thể sử dụng một cái ảnh hoặc một cái video làm nền. Chúng ta có thuộc tính là background image, background trừ image. Có thuộc tính là URL thì phải. URL. Bây giờ đến lượt chúng ta sử dụng cái cấu trúc thư mục ở đây. Chúng ta có thêm cái thư mục là image ở trong này. Và copy một cái ảnh nào đấy paste vào trong. Ví dụ tôi lấy cái một cái ảnh trên mạng xuống nhá.
Tôi lấy tạm thời một cái ảnh trên mạng xuống. Background image. Đây ví dụ tôi lấy cái ảnh này đi. Bọn này bậy thật. Nó dùng bản quyền rồi. Nó chèn cái nền vào. Watermark. Lấy tạo một cái ảnh ở đấy về làm về làm background cho trang web của mình, tải về. Rồi tôi copy cái ảnh này, tôi pệt vào trong cái thư mục mà tôi đang làm việc, public này, image. Về xuống đây, đổi tên nó, tôi đổi thành water, water.jpg. Các bạn lấy bất kỳ cái ảnh nào cũng được nhá, chứ không nhất thiết là phải sử dụng cái ảnh giống như tôi đâu. Tùy chúng ta thôi. Chúng ta có cái public search image search water.jpg. Chẳng biết có đúng không? Public search image search water.jpg. Đây là đường dẫn đến cái ảnh của chúng ta. Test một cái. Sai rồi. Chờ tôi chút, tôi check lại. Deep đây đúng không? Chúng ta có là tôi lùi. Rồi xong rồi, đây là chấm chấm. Lùi lùi là lùi ra một thư mục nhá. Chấm chấm là lùi ra một thư mục. Bởi vì cái file main của chúng ta đang ở trong một thư mục CSS đúng không? Muốn cái ảnh đấy được hiện ra ở đây thì chúng ta phải trỏ đến cái thư mục nằm ở bên thư mục image. Thì nó phải lùi ra một thư mục, ra chuyển ra ngoài thư mục public. Thì chúng ta có cái dấu hai chấm sược. Thì nó sẽ lùi ra cái thư mục cha của cái thư mục đang chứa cái file CSS này. Nó sẽ lùi ra đến cái thư mục public. Sau đó sược ở ngoài thư mục public thì đến image và sược water.jpg. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh nó đang làm nền ở đây. Bây giờ chúng ta thêm một thủ tục tính nữa để cho nó nhìn thấy nhiều hơn này. Width 2, chứ quên, xin lỗi các bạn, 2 bằng 500 pixel. Chúng ta nhìn thấy không? Đây là nguyên cả cái ảnh nhá. Nó làm cái nền cho cái đoạn chữ của chúng ta. Được chưa? Dùng lại này, hướng dẫn lại này. Chúng ta có thuộc tính background trừ image sử dụng cái URL. URL là cái đường dẫn đến cái file ảnh sẽ làm nền của mình. Thì chúng ta copy cái file ảnh để đưa vào trong cái thư mục image này. Xong chưa? Sau đó chúng ta đưa cái đường dẫn từ cái file ảnh đó sang cái file main.cs của mình bằng cách là lùi ra ngoài một thư mục. Cái dấu chấm chấm sược này là lùi ra ngoài một thư mục. Bây giờ file main của chúng ta nó đang ở trong thư mục CSS này, đúng chưa? Bây giờ chúng ta phải lùi ra ngoài một cái thư mục là chuyển sang cái thư mục public. Sau đó chúng ta mới sược được đến image và sược đến water.jpg. Được chưa? Cái này người ta gọi là khái niệm là đường dẫn tương đối. Đường dẫn tương đối nó sẽ đối chiếu với cái thư mục đang chứa của cái file được đọc hiện tại là file main.cs. Thì chúng ta chấm chấm lùi là lùi ra ngoài một cái thư mục. Sau đó chúng ta mới sược đến image và sược đến tên này. Được chưa? Và chúng ta để mà nó hiển thị hết cái ảnh đó, chúng ta hoàn toàn có thể set lại cái 2 cho cái thẻ bgred này. Chúng ta set cái 2 cho nó bằng 500 pixel. Và set cái chiều cao cho cái thẻ deep hiện tại. Đó. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái ảnh nó làm nền cho cái chữ linh tinh của chúng ta ở đây. Các bạn test đi. Để cho nó hiển thị cái ảnh ra ngoài đi đã. Cái vấn đề rất nhiều lần nó càng trốn cách. Phải
chịu tìm hiểu đâu. Đây nha, nó cũng chạm được đâu, cứ đổi cái máy. Cứ ra bỏ khói đi nha. Những cái gì quá dễ cũng không chỉ khó đâu. Ra được chưa? Có bạn nào chưa ra không? Chứa nó là cái mục ý nghĩa. Bây giờ sửa cái ý
Result.gpg. Được chưa? Mình xem nó sang chưa? Result thấy nó sang chưa? Mình phải vào một cái này. Bây giờ mình có thể cho nhìn hết được. Mình set cho cái ai của cái ảnh cái vùng của cái thẻ có quá là về vào cái vị thẻ. Nó dài đây. Ai là bằng 500 pixel. Và bây giờ mình xem. Được. Đó, có thế thôi. Còn bạn nào có khác nữa không? Đây không? Được chưa? Những cái nó bị lấp như vết để nó phủ kín cái vùng của mình đã kệ nó không sao mà. Cái đấy trong thẳng. Được chưa? Còn nào? Background mình ngang in ít. Cái đấy, chỉ cho Thank you.
Dạ. Nào mặt nào đó. Chỉnh luôn cái bài anh em chỉnh lên đó. Thank you.
Làm sao để biết gì đấy? Mọi
cái xếp xuống. Và cái gì? Thank you.
Thế thôi, cứ im im im. Rồi, tiếp tục này, background của chúng ta chưa hết nhá. Để làm chi tiết cho cái background ấy, thì chúng ta có thể tìm kiếm ở trong W3 School là bằng CSS background attribute. Đó, không có mạng à. Mất wifi rồi. Wifi nào? Vẫn chưa có. Rồi đây, CSS background. Chúng ta sẽ vào, khi mà tìm này chúng ta sẽ vào cái trang W3 School này. Bấm vào. Đây, chúng ta có những cái thằng background này. Đầu tiên background color thì chúng ta học rồi. Background image cũng học rồi. Tiếp theo đến background repeat này. Repeat là lặp lại. Thấy chưa? Repeat là lặp lại. Chỉ chúng ta đang nhìn thấy cái ảnh của chúng ta này. Wow, sao của tôi nó không bị lặp? Ảnh của tôi nó to quá. Ảnh của tôi nó to quá đấy. Thì nó không bị lặp. Còn các bạn thường xuyên xảy ra cái tình trạng bị lặp đúng không? Để tôi kiếm cái ảnh nhỏ nhỏ hơn để tôi cho nó lặp. Hả? Thì rõ ràng là có lặp. Để tôi lấy, tôi để cho là tôi làm cái ảnh của tôi nó bị lặp cái đã.
Đây tôi lấy ra ảnh cây ngô đi. Không ra luôn. JPEG cũng không làm AI lặp bây giờ. Đây là một đoạn đấy đúng không? Rồi ít ra nó cũng đã lặp. Rồi chúng ta có thuộc tính là background, còn một đống này. Đây background repeat thì chúng ta xem nó có những cái thuộc tính gì. Flag wrap point event mark quit cái gì gì đấy. None. No repeat. Nếu chúng ta set cho nó là no repeat thì chúng ta sẽ có cái trò là chỉ có mỗi cái ảnh thôi. Hiển thị hết một lần cái ảnh hiển thị ra thì nó sẽ không hiển thị nữa. Chứ còn nếu bình thường nó sẽ làm sao cho cái background của thẻ của chúng ta là kín ảnh luôn. Được chưa? Sao? No repeat là không lặp. Chứ còn sao nữa? Được chưa? Chúng ta xong chưa? Đầu tiên là no repeat viết vào. Rồi lại quên đấy. Cái giá trị đầu tiên là no repeat. Giá trị thứ hai là repeat x. X theo trục tọa độ XOY thì nó là chiều gì? Chiều ngang đúng không? Thì nó sẽ lặp theo hàng ngang. Còn repeat y thì nó sẽ lặp theo chiều dọc, chứ nó không lặp theo chiều ngang nữa. Chúng ta có 3 giá trị là no repeat này, hoặc là repeat x, hoặc là repeat y. Đó, ba giá trị của thuộc tính là background repeat chính. Tùy chúng ta lựa chọn dùng cái nào thôi. Được chưa? Đây là thuộc tính background repeat. Ví dụ tôi để cái thẻ của tôi dài là khoảng 2000 pixel. Mà tôi sẽ no repeat thì các bạn sẽ nhìn thấy nó dài có bằng này thôi. Nhưng mặc dù chúng ta vẫn kéo xuống nữa đúng không? Đó, bây giờ tôi để là repeat x. À, repeat y chứ, xin lỗi các bạn. Chúng ta sẽ nhìn nó lặp theo chiều y chứ nó không lồi ra ngoài này nữa. Được chưa? Thì đấy là cái thuộc tính repeat của chúng ta. Tiếp theo. Gì? Chúng ta có background attachment. Để xem background attachment. Đây. Background attachment. Thì trước khi đến background attachment thì chúng ta đến với cái background position trước đi. Chúng ta đến với background position. Position là vị trí. Được chưa? Background position nó là vị trí ảnh của chúng ta để đâu. Thì chúng ta có vị trí là right, left, top, bottom. Right là bên phải, left là bên trái, top là phía trên, bottom là xuống dưới đúng không? Thì bây giờ chúng ta đang có right, top đúng không? Thì các bạn xem ảnh nhá, nó đi đâu nhá. Right là bên phải này, top là phía hất lên phía trên này, đúng không? Được chưa? Đó. Nếu mà chúng ta để right không thì tự động nó sẽ ấn lên trên phía trên. Bottom, đây là right bottom nhá. Nó sẽ đẩy lùi xuống dưới bởi vì cái ảnh của tôi nó ngắn quá. Cái thẻ của tôi nó ngắn quá, tôi để khoảng 1000 pixel thì ảnh nó sẽ hiển thị xuống dưới. Ủa, vẫn chưa hết mà. À đây, các bạn thấy không? Text của tôi đây, ảnh bây giờ dịch xuống dưới bên phải. Được chưa nhỉ? Đấy là cái thuộc tính background position. Không biết có thuộc tính central không? Nó vào giữa luôn. Căn chính giữa của cái thẻ của chúng ta. Đấy là cái thuộc tính background position. Chúng ta có
right, left, bottom, top và center. Center là nằm ở giữa. Nằm ở giữa kiểu dạng giữa đúng nghĩa luôn ấy, giữa đúng cả bốn hướng. Nằm vào giữa luôn. Đây là quy định về vị trí. Có top này, bottom này, left, or right, center. Tiếp theo, chúng ta có thằng attachment. Attachment. Đây. Chúng ta có thêm thuộc tính là attach background, attachment, fix. Thường thường nó chỉ đi với giá trị thôi. Đây chúng ta ngó. Chậm thế. Đây chúng ta thấy không? Cái này nó đang fix ở vị trí là phía trên bên phải đúng không? Cái ảnh này, ảnh cây này. Phía trên bên phải đúng không? Rồi chúng ta scroll xuống. Thấy gì? Nó không bị cuốn theo. Đúng không? Mà nó luôn luôn ở cái vị trí này trên màn hình. Đúng không? Thì là chúng ta có scroll thế, scroll nữa cũng vậy. Nó ở vị trí là fix ở chỗ này luôn. Thì đấy là cái tác dụng của cái background fix. Đây là top left chẳng hạn. Chúng ta cũng có thể làm được. Cái top left này chúng ta scroll xuống thì nó luôn luôn ở cái vị trí đấy. Thấy không? Cái scroll đang chạy này. Được chưa nhỉ? Đấy là cái background attachment. Chúng ta còn một cái nữa của background. Đó là background shorthand. Shorthand là viết một cách ngắn gọn. Ví dụ chúng ta tách. Đây chúng ta phân tích cái chữ background này nhá. Ngó đây một chút này. Phân tích cái chữ background. Đây là màu. FF là màu trắng. Được chưa? Tiếp theo background có thêm một cái ảnh nữa. Đó là cái ảnh cây. Được chưa? Cái ảnh cây này nó sẽ không được nhân ra, không được repeat lại. Được chưa? Tiếp theo là nó nằm ở vị trí là right, top. Được chưa? Thì là chúng ta nhét nhiều cái này tương đương với cái background color bằng màu trắng này. Background image bằng cái ảnh cây này. Background repeat bằng no repeat này. Background position bằng right top này. Được chưa? Đó, nó đây là viết ngắn lại trên cùng một thuộc tính thôi. Được chưa? Chứ chúng ta hoàn toàn có thể phân tách nó thành nhiều cái attribute và nhiều giá trị khác nhau. Được chưa? Đây là gọi là shorthand, viết ngắn gọn. Đây là thuộc tính đầu tiên về background. Ghi vào rồi lại ngáo ngơ, khổ lắm. Bây giờ có background color, background image, repeat, attachment, position. Và background shorthand. Xong chưa? Bây giờ đến border này. Border chúng ta có vài loại border. Border là cái đường viền ở phía ngoài của chúng ta. Thấy không? Đây là cái border này. Border thì chúng ta có vài loại. Thứ nhất, dotted. Dotted là cái dấu chấm 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 ở viền ngoài. Thì chúng ta thử nhá. Tôi sẽ set lại cho thằng này là còn khoảng 200 pixel thôi. Để tôi set luôn. Border này, border trừ border style là bằng dotted. Thấy không? Thấy dotted chưa? Đây là border dotted, là dấu chấm.
border, để tôi coi xem nó còn có cái trò gì nữa nào. Border dash, dash là cũng là nét đứt nhưng mà đường kẻ ngang đứt. Bây giờ dash dash solid, solid là đường liền, nét liền. Thấy không? Solid lead là nét, nét liền. Double groove, right, inset, outset, none, hidden. Nhiều lắm. Cái này nó còn nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta chỉ chủ yếu sử dụng 3 thằng này thôi. 3 thằng này là chính. Dotted dash solid là chính. Được chưa? Chúng ta có thêm cái thuộc tính là border width. Border width là cái độ dày của cái border cho cái thẻ của chúng ta. Nó dày. Dày thì nó, chúng ta có thể là không có độ dày, hoặc là có thể là cho nó bằng 1 pixel, 2 pixel, 5 pixel, 10 pixel tùy. Nó sẽ là cái độ dày của cái border đó. Đấy là cái border width. Được chưa nhỉ? Chúng ta có thể viết một cách ngắn hơn cái shorthand của border, và bọn tôi cũng hay viết kiểu này hơn này. Đó là border. Border này. Đầu tiên, giá trị đầu tiên là độ dày thì là 1 pixel. Tiếp theo là kiểu border là solid hoặc là dash hoặc là cái gì gì đấy. Tiếp theo là màu của border thì chúng ta có màu, ví dụ màu DE là màu xám. Đây là mã màu. Nhét vào đây, chúng ta nhìn thấy cái đường viền màu xám xám nhỏ nhỏ đây không? Đấy, đây là viết cách viết kiểu shorthand, viết ngắn. Được chưa nhỉ? Cái border này nó sẽ ăn theo bốn hướng là trên, phải, dưới, trái. Chúng ta có thể hoàn toàn có thể là set set cho nó thành border trừ top. Border trừ top, 1 pixel solid idea gì đấy. Được chưa? Chúng ta nhìn ba cạnh còn lại bay mất border. Đúng không? Chỉ có ở cạnh phía trên nó mới có border thôi. Đây cái đoạn này. Thấy không? Đó. Hoặc là border left, border right, border bottom. Và nếu mà chúng ta để là border không như này thì là bốn hướng đều phải đều được bao. Được chưa nhỉ? Đó là cái thuộc tính border. Xong chưa? Tiếp theo chúng ta đến với cái thuộc tính là border radius. Radius là tạo đường cong, đường cong cho các cạnh, cho các góc của cái border, của cái thẻ. Ví dụ tôi để border là 10 pixel, 10 pixel chẳng hạn, thì chúng ta nhìn thấy nó bo vào trong đúng không? Đó, nó bo lùi vào trong. Dựa vào cái border này, chúng border radius thì chúng ta hoàn toàn có thể vẽ đường tròn một cách cực kỳ dễ. Đó là chúng ta nhét nó vào là bằng phần trăm, bằng 50%. Đây là ellipse. Chúng ta có thể vẽ hình vuông, sau đó là border cho nó. Tôi coi xem nào. Không thể hơn được nữa. Nếu mà chúng ta là hình vuông thì border 50% thì nó sẽ là thành hình tròn. Đó. Hình vuông thì dễ lắm, hình vuông thì chúng ta set width cho nó bằng 2. Width bằng 2.
là nó sẽ thành hình vuông. Thấy không? Cứ chiều dài bằng chiều rộng thì là hình vuông rồi. Sau đó border 50% nữa là thành hình tròn. Xong, hết phim. Xong chưa? Tiếp tục này. Đấy là xong hai cái thuộc tính rồi nhá. Thuộc tính đầu tiên là background, thuộc tính thứ hai là border. Thuộc tính thứ ba là phải margin và padding. Margin và padding. Margin đó, các bạn để ý cái margin, ví dụ cái hình của chúng ta trông như này nhá. Hình của chúng ta trông như này nhá. Bây giờ có một cái hình bao ngoài nữa. Có một cái thẻ hình bao ngoài, ví dụ thẻ ngoài là một cái thẻ div này. Thẻ trong là một thẻ article này. Này được đúng không? Hoàn toàn được viết được đúng không? Dễ mà, viết thẻ div. Xong ở trong này viết một thẻ article. Thế thôi, đóng thẻ nó vào. Thì là thành hình như này. Thì bây giờ chúng ta có thể hoàn toàn quy định được cái chiều mà từ rìa của cái thẻ article này hất ra ngoài nó là bao nhiêu. Bây giờ tôi thử nhá. Đây, tôi sẽ có một cái thẻ div, có thẻ class là parent ấy. Có một cái div nữa, có class bằng try là một thằng bố một thằng con. Hai thẻ này bao nằm trong nhau. Được chưa? Nếu thích thì comment cái này vào. Parent này, try này. Được chưa nhỉ? Rồi, giờ chúng ta viết CS cho nó. Thằng nào là parent thì sẽ có width bằng 600 pixel, height cũng bằng 600 pixel. Có cái background là màu, background là màu xanh green. Thằng try sẽ có width bằng 50 pixel, hai cũng bằng 50 pixel. Background là màu đỏ. Bây giờ chúng ta coi nó nhìn như nào. Xong chưa? Được chưa nhỉ? Rồi bây giờ chạy đi xem nó ra cái hình gì. Có phải là hình nhỏ nhỏ, hình tròn màu đỏ, hình vuông màu đỏ tít trong này không? Được chưa? Bây giờ chúng ta coi này. Bây giờ ở cái thằng try này chúng ta set cái margin bằng 10 pixel. Được chưa?
Rồi coi này. Thấy không? Nó hất ra ngoài một đoạn. Hất ra ngoài một đoạn. Đây các bạn nhìn này. Đấy. Nó hất ra ngoài một đoạn 10 pixel. Rồi tăng nó lên. Các bạn nhìn thấy càng ngày nó càng rìa ra ngoài. Đúng không? Và nó hất cả cái rìa ở trên này của thằng cha đi. Thấy không? Đó. Đấy là cái thuộc tính margin. Thấy chưa? Thuộc tính margin là nó tạo ra một cái khoảng cách từ rìa. Nếu mà các bạn để margin không, nó cách ra cả bốn phía. Hất ra phía ngoài. Mỗi phía 10 pixel. Bây giờ hất từ rìa của nó ra phía ngoài thì là 10 pixel. Xong chưa? Đó, nhớ tôi nhé, hất ra từ rìa của nó từ phía ngoài 10 pixel. Thì chúng ta hoàn toàn có thể có ba cách viết của cái margin này. Đó là margin bằng x pixel thì là xét cho cả bốn phía trên dưới trái phải. Được chưa? Chúng ta có thể viết là margin hai chấm bằng x pixel y pixel. Cái giá trị đầu tiên này, cái giá trị thứ nhất x pixel này, là hất lên trên và xuống dưới. Y pixel là hất sang trái và sang phải. Được chưa? Thì đây là cách dùng thứ hai. Cách dùng thứ ba, margin top pixel right pixel bottom pixel và left pixel, bốn đơn vị cho bốn hướng trên phải dưới trái đúng cái chu kỳ đồng hồ. Được chưa? Đây là cái viết thứ ba. Cái viết thứ tư, margin trừ top hai chấm x pixel chấm vậy, sau margin trừ left right hay left gì đấy, top left right viết riêng từng cái một thì là cái viết thứ tư, cái cuối cùng. Ngược lại padding, à, ngược lại margin chúng ta có cái trò là padding. Margin á là tính là phần ở trong hất ra, tức là hất ra phía ngoài của nó. Còn padding ấy là hất từ rìa của nó vào trong. Cái thằng hất vào trong. Cách viết cũng như hệt như margin, khác mỗi chữ padding thôi. Bây giờ chúng ta xem nhé. Bây giờ có thằng cha này, thằng parent này. Tôi xét cho nó cái thuộc tính là padding 10 pixel. Thấy không? Nó hất vào trong 10 pixel, bây giờ thằng try thì bỏ cái back, cho bỏ cái margin đi. Thấy không? Như thằng margin là hất từ rìa nó hất ra ngoài. Nhưng mà ở rìa phía trên của chúng ta thằng cha này nó không có thuộc tính padding, cho nên nó sẽ hất ra đến cái cạnh của trình duyệt. Thấy chưa? Lúc nãy chúng ta có cái pad margin này. Để tôi bỏ cái padding của thằng này đi. Chúng ta nhìn nó vẫn dán vào nhau. Được chưa? Nó vẫn dán nhau mà nó hất ra đến cái rìa của cái trình duyệt này. Được chưa? Nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng padding thì chắc chắn là cái thằng này nó sẽ bị hất vào trong luôn. Bởi vì tính từ rìa của thằng cha hất vào trong đến rìa của những thằng con ở trong. Cho nên là nó sẽ xử lý là tạo ra một cái vùng hất vào trong. Chúng ta nhìn cái vùng rìa màu xanh sáng ấy. Màu sáng ở đây này. Cái đoạn này, thấy không? Đấy là cái padding của nó, padding cái nội dung của nó từ rìa nó hất vào trong, cho nên nó sẽ cách đều mỗi cạnh là 10 pixel. Được chưa? Còn cách viết nó giống hệt như thằng margin, nó có bốn cách viết giống y xì kệt, không khác gì nào.
Bây giờ nhớ, cứ nhớ tôi, margin là hất ra ngoài, hất từ rìa của nó ra ngoài. Còn padding là hất từ rìa của nó vào trong. Cho cái thằng margin thì ảnh hưởng đến những cái thằng chứa nó. Còn padding thì ảnh hưởng đến những thằng con nằm trong nó. Đấy là cái sự khác nhau của margin và padding. Có ai thắc mắc gì không? Margin nhá. Margin nó là ví dụ đây cùng một cái thẻ nhá. Mình có cùng một cái thẻ nhá. Khi mình sử dụng margin á thì là cái chiều của nó là chiều hất từ cái điểm, từ cái cạnh của nó này. Hất ra phía bên ngoài. Hướng hất ra phía bên ngoài. Không ảnh hưởng đến những cái nội dung phía trong nó cả. Được chưa? Là ảnh hưởng đến những thứ còn bao chứa nó ở phía bên ngoài. Được chưa? Còn padding là chiều ngược lại, là nó ảnh hưởng đến những cái thằng nằm phía trong nó, phía trong trong cái nội dung của nó chứa, và nó sẽ có một cái khoảng cách bằng x pixel hất từ phía ngoài, từ phía rìa của nó hất vào trong, ảnh hưởng đến những thằng con nằm trong. Còn margin là ảnh hưởng đến những cái thằng nằm phía ngoài nó. Hai quýt thì thôi con nhá. Hai quýt nãy giờ dùng quá nhiều rồi. Hai quýt nãy giờ chúng ta dùng quá nhiều rồi nên là thôi. Để coi nào. Box model là cái gì? Đây. Box model đây. Box model là nó bóc tách cái một cái thẻ trên HTML của chúng ta ra. Nó sẽ gồm có những cái vùng này. Trong một thẻ HTML nó có những cái vùng như sau. Vùng đầu tiên là cái vùng từ cái vùng dấu kẻ đứt này hết vào trong này. Nó chính là cái vùng là vùng margin. Vùng margin. Được chưa? Nó giống như chúng ta có mấy lớp da tay ấy, để vào tận xương ấy, để vào tay của chúng ta là có thịt của chúng ta là có xương này, rồi lớp mỡ này, rồi lớp thịt này, rồi lớp da đúng không? Đúng chưa? Thì cái lớp ngoài cùng lớp da của chúng ta tương đương với lại cái lớp margin này. Được chưa? Tiếp theo đến lớp cái lớp mỡ nằm giữa cái lớp lớp da với lại cái lớp kế của lớp da thì nó sẽ là cái lớp border. Chiều dài, chiều rộng của nó sẽ ảnh hưởng. Ví dụ chúng ta xét một cái thẻ border bằng 5 pixel và padding margin bằng 10 pixel. Đấy nhá, nó xét như này nhá. Thì chúng ta sẽ có một cái ô như này, trông như này, đây là cái thẻ của chúng ta đúng không? Nó sẽ có một cái chiều rộng ở đây là 5 pixel này, đó là cái border nhá, cái vùng border này. Vùng border này là 5 pixel. Sau đó chúng ta có margin ra ngoài, tức là rìa của cái thằng này, rìa của border này hất ra ngoài thêm 10 pixel nữa. Tức là để vào đến cái nội dung mà cái thằng này nó có thể hiển thị đấy thì nó phải qua 15 pixel thì mới vào được đến cái nội dung mà nó cần hiển thị cho khoảng cách so với những cái thằng bên ngoài. Được chưa? Hai cái vùng này, hai vùng chẳng liên quan đến nhau nhé. Nó không liên quan đến nhau cho nên cái độ rộng của nó sẽ khác nhau. Được chưa? Nếu mà nó vừa có border vừa có margin thì là phải qua cả tổng cái độ dài của thằng border và margin thì mới vào đến nội dung phía trong. Được chưa nhỉ? Lưu ý cho tôi cái này nhé. Tiếp theo sau cái thằng border thì mới đến thằng padding. Padding là cái khoảng hất từ cái border này vào trong nữa. Hất từ border này vào trong nữa. Thì nếu mà chúng ta có nội dung ở phía trong nó phải cách cái thằng border này ra một khoảng bao nhiêu pixel đấy thì nó mới là cái nội dung. Đấy là bằng này, đây là bóc tách cái lớp, ba lớp ở trong một cái thẻ của chúng ta ra. Nó gồm ba lớp, lớp đầu tiên là lớp margin, tiếp theo lớp border và phía trong nữa là lớp padding, cuối cùng mới là cái nội dung còn lại chúng ta hiển thị. Đó thì chúng ta phải lưu ý. Nói chung trong này còn nhiều lắm, nhiều vị trí lắm, tôi chỉ đi được những cái nào mà hay dùng thôi nhá. Tiếp theo cái outline là còn ngoài border nữa cơ. Thôi rồi, outline này bỏ qua để mấy nữa chúng ta dùng thì về động đến thôi.
Chúng ta có những cái CSS về text, text format thì chúng ta có những cái thuộc tính gì? Đầu tiên là thuộc tính là color, là màu đúng không? Màu chữ. Chúng ta set cho nó một cái mã màu nào đó thì chữ ở trong cái box của chúng ta, chữ ở trong cái selector của chúng ta nó sẽ chuyển sang cái màu chúng ta quy định. Được chưa? Tiếp theo nữa là cái text align. Đây chúng ta xem cái text align. Thuộc tính text align nó có center, left, right. Đây text align center thì nó vào giữa. Text align left thì nó sẽ là vào sát bên tay trái. Text align right thì nó sẽ hất sang bên tay phía tay phải. Được chưa nhỉ? Đó. Để xem còn gì nào. Hết rồi. Text decoration. Thì chúng ta có cái thẻ như sau này. Đây nhá. Chúng ta viết text ở trong cái thẻ try này đúng không? Được chưa? Text decoration nó là như này này. Text decoration bằng underline. Được chưa? À nhầm đây. Nhìn thấy không? Chuyển chữ thường thành chữ có gạch chân. Được chưa nhỉ? Đấy là cái text decoration. Chẳng biết, tôi không nhớ lắm, hình như có cái thẻ là text decoration là gạch ngang ở trên đầu ấy, như có đấy. Text decoration. Đây overline. Overline là chữ gạch ngang trên đầu. Line through là chữ gạch ngang giữa, chính là cái thẻ stride ấy. Text underline là gạch chân ở phía dưới. Chúng ta có thể test ở trong này. Đấy, line overline này, line through này, underline. Đó là các thuộc tính về text decoration. Text transform. Cái này cũng hay. Đây là text transform. Là ví dụ chúng ta viết một cái đoạn text this is some text này. Chúng ta có text transform bằng uppercase, tất cả các ký tự ở trong này chuyển sang thành chữ hoa hết. Text lowercase thì chuyển thành chữ thường hết. Bởi vì ở đây chúng ta có chữ T là viết hoa mà, nó chuyển hết về chữ thường này. Chúng ta có text capitalize, nó sẽ là các cái từ đầu tiên trong một chữ được viết hoa. Capitalize. Text indent. Text indent nó là cái khoảng cách từ phía rìa hất vào trong cái khoảng chữ đầu tiên. Đây chúng ta có text indent. Đây chính là khoảng indent. Được chưa? Rìa của cái dòng đầu tiên của cái chữ hất ra phía ngoài bao nhiêu pixel đấy thì là text indent. Letter spacing. Đây chính là letter spacing. Khoảng cách giữa các ký tự ở trong chữ. Được chưa? Khoảng cách giữa các ký tự ở trong chữ thì nó là letter spacing. Đây letter spacing bằng -3 này nè. -3 thì nó sát dạt vào nhau, còn nếu mà bằng 3 thì nó khá là rộng. Line height. Line height là độ cao của chữ. Đây. Đổi thêm. Đây, line 2. Line 2 là cái độ cao của dòng ấy. Thì chúng ta để ý cái line 2 đầu tiên p small thì line 2 bằng 0.7 nhá. Đây là cái đoạn này. Small đâu rồi, đây small này. Đây là cái đoạn này đúng không? Chúng ta thấy ấy, mỗi một dòng nó sẽ là, cho thấy tôi bôi không? Được chưa? Mỗi một dòng cái chiều cao của dòng nó chỉ là 0.7 pixel thôi. Cho nên 0.7 thôi, cho nên là nó sẽ bị lùi lại một chút. Đấy là cái khoảng cách của các dòng với nhau. Chúng ta có phần direction. Direction này là nơi người ta viết, cách người ta viết chữ để. Thấy không? Direction này right to left. Đây là viết từ bên phải sang bên trái. Mặc dù là bên này chúng ta vẫn viết text bình thường, nhưng mà khi mà chúng ta viết lại thì nó sẽ lật ngược chữ lại. Được chưa? Đấy là right to left, left to right. Nó có hai cái. Đấy là text direction. Word spacing. Đây là khoảng cách giữa các cái chữ ở trong một đoạn văn. Đây, word spacing. Thấy nhá. Quy định về text
word spacing là khoảng cách giữa các từ ở trong một đoạn. Rồi còn nhiều lắm. À còn nốt cái thằng text shadow rồi chúng ta nghỉ. Text shadow. Đây. Nó là cái này là text shadow. Được chưa? Đó. Thì hôm nay chúng ta cái nội dung của chúng ta là như vậy. Thì chúng ta về vẫn có bài tập. Hôm nay là thứ mấy nhỉ? Thứ tư. Thì có khả năng thứ sáu chúng ta sẽ nghỉ. Bởi vì thứ sáu tôi đi chấm thi tốt nghiệp. Cho nên là chúng ta sẽ nghỉ. Bài tập. Và có nghe nào? Bài tập là viết lại định nghĩa và lấy ví dụ của thứ nhất bài 1 là các cụm tính CSS học ngày hôm nay, đó là cụm tính về background này, border này, margin, padding và text. Các trường ghi vào nhá. Background, border, margin, padding, text. Mấy cái thứ hai, bài 2. Chúng ta một tuần để nghỉ các bạn yên tâm, nhiều bài lắm. Tôi sẽ gửi lại cho chúng ta cái link này. Tìm hiểu cái CSS selector. Tất nhiên là phải lấy ví dụ rồi. Ý nghĩa và lấy ví dụ. Tổ 1. Làm theo tổ. Các tổ trưởng sẽ phải check cái việc làm này và báo cáo lại cho tôi. Nha. Để tôi xem trong này có bao nhiêu cái. Nhiều lắm. Nghe nào. Tổ 1 làm class. Viết vào, các tổ trưởng viết vào. Tổ 1 làm class này. Tổ 2 làm ID này. Tổ 1 làm class. Tổ 2 làm ID. Tổ 3 làm sao. Tổ 4 làm element. Tôi sẽ gửi lại cho các bạn cái link này. Tổ 5 là làm element. À có nhầm. Tổ 1 đảo lại tổ 1 là element này. Tổ 2 làm element cách element này. Tổ 3 làm element mũi lớn hơn element này. Ý nghĩa của nó là gì? Tổ mấy rồi? Tổ 4 làm element cộng element này. Được chưa? Tổ 1 làm element ngã element này. Tổ 2 làm attribute, đóng mở ngoặc attribute này. Tổ 3 làm attribute bằng value này. Tổ 4 làm attribute ngã bằng value. Đấy, đấy là bài của các tổ. Tất cả các thành viên đều phải làm. Làm đến đây nhá. Làm đến đoạn này này. Tôi sẽ gửi lại cho các bạn cái link. Đúng, làm gộp chung vào trong một bài. Được rồi, vậy thôi. Tôi sẽ gửi lại bài cho các bạn trên này. Này điệp danh đi. Điểm danh nào? Danh nhờ. Đoàn Kiến Đạt. Có.
quang mạnh.